Alo alo, dạ em xin mến chào đại gia đình của mình nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Học Channel. Mến chúc đại gia đình một của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc nha quý vị. Thì đến với chương trình Kể Chuyện ngày hôm nay, em xin phép gửi đến cho quý vị một câu chuyện hài và cực kỳ vui luôn. Ông chồng 70 và cô vợ 20 đẻ lia lịa luôn, mỗi năm mỗi đứa. Cái kết ta nói ta nói cười xỉu quý vị ơi. Thì đây là cái câu chuyện của một anh trai ở bên Úc đã rất là yêu mến Ngọc, cho nên đã viết câu chuyện này gửi cho em. Cảm ơn anh trai rất là nhiều ạ. Thì ngày hôm nay á, em ngồi ở đây thì trời nó nắng đẹp quá trời luôn. Em quyết định là em nổi hứng lên, tao nói là em muốn góp vui cho đại gia đình của mình một cái câu chuyện tiếu lâm ha. Ông chồng 70 mà cưới cô vợ 20 là cái điều đó nó quá bình thường rồi. Tình yêu mà đâu có phân biệt tuổi tác phải không quý vị, nhưng mà cái chuyện mà đẻ lia lịa này là nó hơi bất thường nó có cái gì đó sai sai thì mến mời đại gia đình của mình cùng lắng nghe cái câu chuyện ngắn của em ha. Thì câu chuyện như thế này là có một cái ông này, ổng giàu có dữ lắm luôn, 70 tuổi. Đáng lẽ là cái tuổi này là cái tuổi mà phải đi nhà thờ nè, đi chùa nè, để mà cầu cầu giống như phước đức để mà được lên thiên đàng đó. Nhưng mà có cái là cái ông này ổng không có đi chùa mà cũng muốn đi thờ luôn. Ổng thích coi như là cuộc sống của ổng là quá giàu có rồi. Bất động sản thì sở hữu mấy căn biệt thự villa đầy đủ hết, cho nên là bây giờ vợ mất sớm nữa đó. Thì con cái thì lớn rồi, có vợ có chồng có con có cháu nội cháu ngoại hết trơn rồi. Thì bắt đầu là ở độ tuổi này là ổng muốn sống cho mình, cho nên là bỗng nhiên cái tuổi này ổng hồi xuân lên. Ổng muốn khám phá những cái điều mà mình từ trước giờ mình chưa có biết, mình muốn tìm hiểu những cái điều nó mới lạ, cho nên là ổng quyết định là ổng nhờ người mai mối cưới cho ổng một cái cô vợ mà chừng 20 tuổi thôi đó, 18, 19, 20 thôi, chứ không cưới cô vợ mà bằng tuổi mình được đó. Thì khi mình nhìn vợ trẻ đó thì mình cũng thấy cuộc đời mình nó yêu đời hơn, mình nhìn thấy cái cô gái trẻ thì mình thấy cảm thấy mình trẻ trung hơn, cho nên là ổng muốn lấy một cái cô vợ trẻ mà có tiền, mà cho nên là muốn cưới vợ trẻ là cũng được luôn. Thì cái cô gái này cổ nhà nghèo lắm, ba má thì dưới quê đó, thành thử ra là cũng muốn cưới chồng coi như là lớn tuổi thì lớn tuổi, chứ miễn sao ổng giàu ổng có tiền lo cho mình thôi, rồi mình báo hiếu cho ba mẹ nữa. Cho nên là cái cô này cổ cũng đến với ông này là bằng tiền, còn ông này thì đến với cô gái này bằng tình tình và tiền đó. Thì cũng có sự giống như là bù qua sớt lợi vậy đó. Thì cái cô này cũng chịu lấy cái ông này lớn tuổi hơn mình luôn. Thì ổng mới ngỏ lời cưới, thì cái cô gái này cũng đồng ý. Thì hai bên cũng làm đám cưới lớn lắm, tại vì bây giờ là nói chung là cái tuổi của ông cụ này cũng khá là lớn rồi, mà bà con thì đông nữa rồi, con cháu nữa, cho nên là ổng muốn làm cái đám cưới lớn để nở mày nở mặt là mình cỡ tuổi này mình cưới được cái cô vợ trẻ vậy đó. Đó là niềm hãnh diện của ông cụ. Thế là ông cụ 70 tuổi này bắt đầu là đám cưới, coi như là cưới cô vợ đẹp ơi là đẹp, mới có 20 tuổi đẹp lắm luôn. Thì sau khi mà cưới về đó thì ổng mới suy nghĩ, ổng nói chết rồi, bây giờ mình già quá, lúc mà cưới thì không nghĩ đến chuyện này, bây giờ cưới xong rồi thì mới nghĩ lại, chết rồi bây giờ mình già quá mà con vợ mình nó trẻ quá, nó đẹp quá, nó mới có 20 tuổi thôi, rồi lỡ như mà mình không cho nó đẻ đó rồi á, nó còn đẹp quá rồi nó đi theo thằng khác làm sao, cho nên là phải cho nó đẻ đặng nó bớt 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 đẹp lại để nó bằng bằng mình đi ha. Đó thì dễ hơn, với lại không có bị mất vợ nữa, vợ đẹp quá thì cũng sợ mất vợ vậy đó, đàn ông mà ai cũng vậy thôi. Cho nên là ổng mới bắt đầu là tao nói nhiệt tình luôn, mày biết không biết làm sao nữa, mà tao nói 70 tuổi mà sao cưới vợ mới có mấy tháng, cô vợ có bầu đó, thì bắt đầu là đẻ đứa con đầu lòng. Tới khi mà dắt vợ vô bệnh viện phụ sản đó, để mà sanh em bé đó, thì bà y tá bà cũng đỡ đẻ xong rồi, thì bà mới ẵm đứa bé ra, bà mới hỏi chứ đứa bé này thì da nó trắng tóc nó vàng, thì mới hỏi ông chồng ông cụ rồi nè, ủa cái này ông cụ của ông hả, thì đứa bé này là con tôi chứ ai, của tôi chứ ai, trời tôi mà, trời nhìn ông vậy máy móc ngon vậy, trời ừ tôi mà, trời ơi máy móc tôi là coi như là ngon cơm luôn á. Dữ không đó, ổng hãnh diện mà, trời ơi 70 tuổi mà đẻ được đứa con trai mà tao nói với nước da trắng nõn mà tóc vàng hoe luôn, của tôi với của ai đó.
Rồi cô y tá chúc mừng xong, hai chồng ẵm con về, tao nói vợ đẻ xong, tao nói cái người con gái mà khi mà một đứa con rồi thì người ta nói là gái một con trong mòn con mắt, tại vì nó đẻ một con rồi á là cái người của nó phát triển lên, thấy không? Đó thì mông ngực đồ á là cái người phụ nữ mới sinh em bé đó là nó cũng phát triển lên, thành thử ra là càng ngày càng đẹp hơn nữa, chứ đâu có nói là phụ nữ mà một đứa con rồi thì không đẹp đâu. Cho nên là ổng nhìn thấy vợ mình còn đẹp quá mà mình thì già quá 70 tuổi rồi, thì ổng mới suy nghĩ, ổng nói trời cái đà này không được rồi, còn vợ mình bây giờ nó cứ đẹp lồng lộn vậy còn mình thì già quá không được rồi, chắc chuyến này phải cho ráng coi như là cho nó đẻ thêm đứa nữa mới được. Thế là 70 tuổi mà muốn có con nhiều để cho vợ mình nó bớt đẹp lại nó, để giữ vợ lại bằng cách đó đó quý vị. Thì qua một năm tới thì bắt đầu cô vợ có bầu nữa, đẻ nữa. Thì tới khi mà vô bệnh viện đẻ đó thì lại gặp bà y tá nữa, bà mới hỏi ủa ông già, cái này là của ông hả? Trời ơi, của tôi chứ của ai? Trời ơi, con tôi đó. Trời, dữ vậy? Trời ơi, công nhận ông ho coi như là hay quá ha. Trời ơi, hay thiệt á. Trời ơi, giỡn hoài, mấy mốc tôi là còn ngon lắm, thấy tôi già dài chứ tôi mạnh nè, tôi mạnh dữ lắm nha. Trời ơi, bà y tá bà sợ luôn. Đó, thì bắt đầu là ổng cũng hãnh diện đẻ đứa con trai, tao nói nữa thêm đứa nữa là hai thằng trai, nước da trắng nõn, mái tóc vàng hoe luôn. Rồi hãnh diện về khoe bà con lối xóm rồi nọ kia, đêm nằm thì dắt tay lên trán suy nghĩ, ủa giận vợ mình nó có hai đứa con với mình nhưng mà mình thấy nó vẫn còn đẹp, mà bây giờ mình bảy mấy tuổi rồi mà vợ mình nó mới có hai mấy tuổi à, không được à, cái chuyến này cũng có dễ có cơ hội mất vợ gì chơi, bây giờ á lỡ thằng bị thằng khác nó vớt làm sao, cho nên phải ráng cho nó đẻ thêm đứa nữa đi. Ghê thiệt, trời ơi 70 tuổi mà tôi nói đẻ lia lịa luôn, tôi nói không biết ông làm sao nữa, cách nào hay thiệt. Cái qua năm tới cái vợ có bầu nữa, vô bệnh viện tiếp gặp bà y tá, bà hỏi đẻ đứa con ra thì bà đỡ đẻ ra thì cái đứa bé kỳ này nó hai đứa kia thì nước da trắng tóc vàng, đứa này xong là nước da nó đen mà tóc nó xong xoăn nữa. Thì bà y tá bà nói ủa ông già ơi, con ông hả? Thấy này của ông không? Trời ơi, của tôi chứ của ai? Con tôi đó. Thấy tôi hay không? Máy móc tôi còn ngon không? Trời ơi, ông già ơi, tôi nói thiệt với ông nha, hai đứa đầu thì ngon thiệt, nước da trắng, mái tóc vàng, nhưng tới đứa sau rồi nè, làm như là máy móc ông nó có vấn đề rồi, nhớt nhau gì làm mân thai đi. Trời ơi, đứa bé vậy đẻ ra sao nó màu đen mà cái tóc nó xoăn xoăn nữa. Ông liệu ông coi lại máy móc ông đi, làm như nó có vấn đề nha. Thì ông biết là hai đứa đầu với nước da trắng mà tóc vàng con ai, nước da đen mà cái ông nội này ông người Việt Nam nó mới chết chứ. Đẻ lia lịa quý vị ơi. Đây là một cái câu chuyện ngắn, mang tính chất kể chuyện tiếu lâm vui thôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã lắng nghe cái câu chuyện của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.